Hoa Rapper xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Bữa nay chương trình mời đến đây một anh chàng MC VJ rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc đối với những bạn trẻ, mà không biết là bữa nay hai MC ngồi nói chuyện ai sẽ nhường ai đây. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau chào đón MC VJ Nam Hy. Ủa làm gì mà phải thi nhau dữ vậy, em nghe hết rồi. Đến gặp anh là vui rồi. Thấy gì? Được đó, hay chưa nói chứ. Luôn. Bữa nay anh mời đến hai bạn nữ đẹp lắm, dễ thương, nấu ăn cho em ăn. Ôi, thế à? Nhỏ giờ có được người đẹp nào nấu ăn căng chưa? Mẹ em. Không phải người đẹp là mấy bạn đồng trang lứa thôi. Mẹ thì không phải nói nữa. Chưa một ai luôn á. Vô phòng khách đi. Đây. Yeah, thoải mái rồi ha. Quá sướng. Mình phải ngồi nói chuyện cho nó đỡ mỏi chân. Lâu rồi không gặp Nam Hy nhưng mà quay lại thấy phong độ hơn xưa rất là nhiều. Bây giờ xin mời quý khách. Vị khách đặc biệt nhất ngày hôm nay là Nam Hy ha. Dạ. Là đặt hàng hai món ăn. Okay. Bạn đang mong ước được thưởng thức ngay bây giờ. Đi. Mỗi tờ giấy là một món. Ok. Giấu, bí mật. Xong rồi ha. Rồi. Bây giờ mình up cái tờ giấy xuống nè. Món ăn đặt hàng xong rồi. Và bây giờ xin mời Nam Hy chẹp quá rồi. Chắc đói rồi ha. Gặp gỡ hai siêu đầu bếp ngày hôm nay nha. Ok. Đó chính là Thi Mai và Bích Trâm. Xin mời. Đó. Xinh xắn chưa? Chào em. Đó. Thêm bạn gái nữa. Dễ thương quá. Mời em ngồi. Dạ. Ở mặt kế bên em là Thi Mai hay là Bích Trâm đây? Dạ em tên là Thi Mai ạ. Vậy là bạn này là Bích Trâm. Giới thiệu đôi nét về mình nào. Dạ em tên là Bích Trâm, năm nay em 21 tuổi. Giờ mới nhớ ha. Dạ hiện tại em đang đi học. Học chừng nào cưng? Dạ sân khấu kịch Hồng Vân. Đó. Diễn viên đó à. Đó là niềm tự hào của mình. Đúng rồi. Học được bao lâu rồi ha Bích Trâm ha? Dạ em học được 2 năm. 2 năm rồi đó. Dạ. Thấy tự tin hơn chưa? Dạ rồi. Vậy bữa nay phải dặn dĩnh lên nha. Dạ. Nấu mà nhi diễn luôn nha. Dạ. Mà dù nấu dở cũng phải làm như ngon lắm nha. Dạ. Vui vậy thôi. Chắc chắn phải nấu ngon mà. Còn nghề của em? Dạ, em tên là Thi Mai. Em hiện đang là sinh viên năm 2 của trường đại học sân khấu điện ảnh. Wow, diễn viên luôn. Chà, biên tập bữa nay là chọn hai bạn vừa đẹp, đủ về thanh, về sắc, mà còn nấu ăn ngon nữa chứ. Công dung ngôn hạnh quá. Thực đơn thì không biết là có phù hợp với sở trường của hai bạn hay không, nhưng mà quan trọng là khám phá được 5 cái từ khóa nằm ẩn sâu đằng sau 5 cái ô số. Chúng ta cùng khám phá nha. Đây là lần đầu tiên Nam Hy chia sẻ điều này trước sóng truyền hình luôn đó. 5 ô số đó như sau: 1, 2, 3, 4, 5 đương nhiên rồi. Và bây giờ sẽ bắt đầu từ nội dung thi đấu của ô số 1. Xin mời. Ô số 1 là câu hỏi. Cặp bảng lên nào. Thi Mai với lại Bích Trâm chuẩn bị nha. Lắng nghe câu hỏi. Làng nào ở Huế nổi tiếng với món bánh canh ngon? A. Nam Phổ. B. Phước Tích. Và C. Kế Môn. Hết. A, B, C. Thôi mình ghi A, B, C cho nó nhanh. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Đáp án là bạn Thi Mai chọn là Nam Phổ, Bích Trâm thì chọn là Kế Môn. Lúc đầu thấy bạn ghi Nam Phổ là A. Dạ. Mình sửa. Nhờ cái sửa đó mình mới bị sai đó kinh. Chính xác là Nam Phổ. A. Yeah. Hay quá. Không sao, còn 4 cơ hội nữa mà. Dạ. Quan trọng bây giờ là ẩn số nào đằng sau ô số 1 đây. Xin mời. Toát mồ hôi. Thiếu chưa hột thôi đó. Vậy là ăn ở cái chỗ nào chắc nó nhiệt độ nó nóng lắm nè. Nó mới toát mồ hôi ta. Toát mồ hôi là giống như là mình ăn cái gì đó nó làm cho mình nóng trong người quá. Ăn mà gần trong người. Gần trong người mà đến nỗi mà toát mồ hôi hột luôn á. Sầu riêng, ăn sầu riêng là nó nóng lắm. Không, sầu riêng em học toát mồ hôi. Món ăn nào khiến cho Nam Hy phải toát mồ hôi nè? Ớt. À, đương nhiên. Mà cũng tùy người, có người chỉ cay thôi và đỏ mặt, còn bạn là toát mồ hôi. Tại vì nó cay quá nó làm cho em nóng á, cho nên là mồ hôi nó đổ rất là nhiều. Thì bạn ăn được ớt cấp độ mấy? Cấp độ 7 thôi. Trời ơi, 7 là đỉnh cao của người ta rồi, gì nữa. Thì là ăn ớt được, ăn cay được. Ăn cay được. Nhớ nha, anh ăn là cay được, lát nữa mình nêm nếm cay cũng được không sao hết. Bây giờ chúng ta đến với ô số 2 hen. Thử thách ưu tiên. Chơi game thôi. Đây là trò chơi mà chúng ta sẽ vượt qua hen. Dễ lắm, dùng cái miệng của mình vượt thử thách bằng cách là cạp một phát một. Bạn nào có cái diện tích chiếm dụng quả táo được nhiều nhất, bạn thắng được điểm. Tỷ số bây giờ đang là 1-0, đang nghiêng về Thi Mai, nên Bích Trâm cố lên. Dạ. Chuẩn bị nha. Hey. Rồi. Mời con. Trái táo này cầm quả táo thôi. Được đó. Bà tiếc à, ăn đi con à.
mẫu phù thủy bên kia cũng tạm ướp cũng sạch sẽ rồi. Con hãy lựa cái cực nam hay cực bắc hay là ở cái vùng nhiệt đới. Wow. Chú ơi con thua. Chưa đến luôn. Cắn không được lấy ra phải nhai hết chứ. Nhai hết luôn. Bỏ một, bỏ hết, bỏ buông ra. Sáu không ở đó nhai từ từ. Bỏ một nè. Ủa cái gì vậy? Bỏ hết rồi một nè. Không có được cầm tay. Rồi. Rồi nhìn là biết ai thắng ai thua rồi. Đây. Đo hen. Đo đi. Từ cái này quá trời quá đất luôn á. Quá trời. Giỏi lắm. Như vậy thì một điểm tiếp theo thuộc về Thí Mai. Thí Mai 2-0. Thôi mình xoay cái chiến tích này vô trong đi cho nó đẹp. Đó. Bây giờ chúng ta khám phá bí mật bên trong ô số 2 hen. Liên quan gì đến Nam Hy nào? Xin mời. Hay quá, Thái Lan. Ủa tại sao Thái Lan nó lại gắn bó với cái khẩu vị của Nam Hy? Nó có nhiều món ăn cay. Ờ, hợp lý trời luôn. Trời ơi, thấy chưa? Đồ Thái cay. Mà cay lắm luôn á. Không chọn Ấn Độ mà chọn Thái Lan. Thì Thái Lan nó gần mình hơn, dễ đi hơn. Đúng, đúng. Đó. Năm đi mấy lần? Năm đi Thái là khoảng 3-4 lần à. Bình thường là Thái đi 3-4 lần ha. Ừ. Nhất là mấy cái lễ Tết rồi xong ra rồi tạt nước rồi ha. Nước. Đó. Vui hết sức. Ngày hôm nay có khi mình được đi du lịch thì sao? Bằng những món ăn ẩm thực. Wow, thế thì còn gì bằng. À, và bây giờ chúng ta sẽ đến với ô số 3. Nội dung thi đấu là gì đây? Rồi, câu hỏi tiếp. Câu hỏi. Trả lời. Ồ, đây là một câu đố dân gian. Mình phải ghi đáp án ra rồi, không có lựa chọn ABC nữa. Nghe tôi tả nè. Đầu xanh, tóc cũng màu xanh, toàn thân cam đỏ, hiền lành đáng yêu. Hỏi đó là củ gì? 3, 2, 1. Hết giờ. Đáp án. Giỏi. Đáp án. Con gớt rồi con à. Con chưa nghe kịp câu hỏi. Chưa nghe kịp mà bạn rất là nhanh. Cà rốt chính xác. Yeah. Đổ mắt không. Và bây giờ sẽ là nội dung bên trong ô số 3. Xin mời Hà Nội. Thái Lan. Hà Nội. Chứ lẽ Hà Nội cũng nấu cay hết ta? Không có đâu. Đoán xem Hà Nội nó sẽ dính líu như thế nào với gu ăn uống của Nam Hy. Anh đã sinh sống và hoạt động ở đó trong thời gian dài. Ồ, thời gian dài đúng không? Không đúng luôn. Anh đã sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, yeah. Con giải thích đi. Nhưng mà anh gốc Bắc. Anh người Bắc. Bố của Nam Hy là người Bắc. Mà Nam Hy là sinh ra ở đây. Gia đình vẫn còn là truyền thống Hà Nội. Thật ra thì bản thân Nam Hy thì truyền thống ở nhà thì mọi người vẫn là ăn đồ Bắc nhiều hơn. Còn về những cái vấn đề mà ẩm thực riêng của Nam Hy á, là những cái lần mình đi du lịch hoặc là những cái lần mà mình đi ra ngoài ăn uống với bạn bè thì đó là những cái món mà mình nên là khoái khẩu của mình. Ở nhà là vẫn phải đồ Bắc hết. Nói chung là ở đâu Nam Hy ăn cũng được, cũng đó. Sống được hết trơn, dễ đó. Dễ nuôi. Nhưng mà cái gu của ảnh là cái gu Bắc nha. Đồ Bắc. Trước khi đến với ô số 4, chúc mừng Thi Mai có được huy hiệu thần bếp. Sẽ giúp cho Thi Mai có thể sử dụng được một lần. Nhưng mà nó có quyền năng to lớn, giúp cho bạn thoát ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn. Hoặc là bạn có quyền yêu cầu Nam Hy làm điều gì đó cho bạn vui lòng. Hoặc là phụ bạn nấu ăn. Đúng không? Sao cũng được nha. Và bây giờ chúng ta đến với ô số 4 nha. Câu hỏi. Trời ơi, chờ đợi gì nữa. Gỡ điểm đi, Bích Trâm, cố lên. Sữa có thể bị thay đổi chất lượng khi nào? A. Để ngăn mát tủ lạnh. B. Để ngăn đông tủ lạnh. C. Đun sôi. Hết. Ba cái trạng thái với ba nhiệt độ khác nhau. Nào, 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Đáp án là cả hai bạn cùng chọn C, đun sôi. Còn Nam Hy, bạn nghĩ là đáp án nào? Thì hồi nãy hai anh em hội ý với nhau mới chọn ra, rút ra đáp án C. Tại vì thật ra là Nam Hy nghĩ sữa ở nhà thì mình hay để ngăn mát tủ lạnh mình vẫn uống được nè. Còn sữa mà để mà ngăn đá đó thì giống như là da ua. Đúng không? Da ua thì mình... Da ua đâu gọi là sữa. Để ngăn mát mà để nó lâu ngày quá rồi nó chua ợm kem, ra rồi uống kem. Vậy là bụng sao? Kem. Chà khó quá ta. Khó thôi, quá đó, mình đó. Thuyết minh phụ đề một tí nghe. Thông thường sữa đều được tiệt trùng, không cần thiết phải đun sôi. Đặc biệt, đun sôi lâu có thể khiến chất lượng sữa dinh dưỡng sẽ bị tiêu hủy. Ngoài ra, thời gian đun quá lâu có thể khiến cho lactose trong sữa chảy ra và gây ung thư. Wow. Là C là đúng. Nên C là chính xác. Chúc mừng hai bạn. Sữa mình có thể hâm với nhiệt độ vừa phải đủ ấm thôi. Đừng sôi ùng ục lên. Bao nhiêu chất dinh dưỡng nó bị biến đổi thành chất gây ung thư luôn. Nguy hiểm lắm. Nghe. Chúc mừng hai bạn, như vậy là có điểm rồi. Bây giờ có điểm rồi. Thì sao bây giờ đang là 1-4 ha. Và nội dung bên trong ô số 4 là hả? Ngậy. Ngậy. Quá, từ từ. Ngậy là sao ta? Tao béo á.
À béo, béo ngậy. Đúng rồi. Tại sao không chọn béo mà chọn ngậy thôi? Thích dùng chữ ngậy hơn. Ngậy mà nó gọi là nó béo dữ dội luôn á. Sao là đụng tới chữ ngậy các bạn nhăn mặt dữ vậy Nam? Tại là Nam thích ăn mấy cái món giống vậy. À thích ăn hả? À, thích ăn đồ béo luôn. Thích ăn đồ béo. Đúng, ăn đồ béo. Béo ở đây Nam nghĩ rằng về bơ nè, sữa nè, nó dạng dạng đây. Đó. Là Nam Hy rất là thích phô mai nè, pizza nè. Wow, nghe thấy thèm ha. Dẻo dẻo, kéo kéo ha. Đó, 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 đó. Vậy bất cứ món ăn nào mà bỏ cái béo béo ngậy ngậy vô là ưng hết. Ưng hết, thích luôn. Chờ coi hai món này có không, lát mình bỏ một phô mai vô. Hấp dẫn, thắng cuộc luôn. Và bây giờ chúng ta đến với ô số 5. Rồi, xong luôn. Đối kháng tình chị em chắc có bình lâu. Xin mời quý vị đừng chơi game, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Nào nào, hãy đến với thử thách đối kháng thôi. Hai bạn sẽ tuân theo những động tác hình thể đến từ đề bài của Nam Hy hen. Nam Hy sẽ tạo dáng làm mẫu để cho hai bạn bắt chước theo. Hai bạn, bạn nào rớt trước bạn đó thua. Okay. Trụ còn lại bạn đó thắng. Xin mời hai bạn lên bục. Đó, nương tựa sao mà kéo nhau cùng té đi hen. Rồi, ok. Đứng đây hả? Dạ đúng rồi. Nhìn anh nha, cho tí nhạc đi ha. Ok, xin mời. Nhạc. Đó. Lắc luôn. Lắc luôn. Đổi. Ghê vậy, khó vậy. Tiếp luôn, tiếp luôn. Lên. À được hai chân rồi, được hai chân rồi. Một chân. Một chân. À chân trái. Ừ. Để tôi xin này, cái này sao mình mà hai bạn này mạnh trời, lên coi. Trời con gái, à con gái dựa nhau quá thì hàng chi chưa có té được. Mà đứng một chân thôi nè. Rồi giờ hai bạn tự đấu nhau đi, người nào rớt xuống trước người đó thua. Ngồi chỗ đó. Hay quá. Ủa mà ai xuống trước vậy? Thì Mai. Rồi là em thua. Dạ. Vậy là tỷ số là 3-2. Đúng rồi. Thì Mai cũng fair play ha. 4-2. Cảm ơn hai bạn. 4-2 ha. 4-2. Dạ rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúng ta về phòng khách nào. Và trước khi chúng ta đến với những phần ưu tiên dành cho người đã giành chiến thắng, đó chính là tỷ số 4-2 thuộc về bài Thi Mai hen. Chúng ta khám phá xem nội dung ô số 5 là gì. Từ chữ này đọc sao? Tím liệm tìm sim. Đúng anh đó. Đây là món em không thích. Đây là món Nam Hy không thích. Cực ghét. Tím liệm tìm sim. Suy nghĩ coi, suy nghĩ phụ anh coi giờ thêm này. Thêm một đáp án nữa. Xuất phát từ Hà Nội. Cho thêm một dữ liệu nữa. Có mùi. Em mắm tôm. Cái gì? Mắm tôm. Chính xác. Hay quá. Nhưng Thư Mai nhanh ha. Nhanh. Không, tại biết sao không? Lợi thế ngồi gần với ngôi sao. Khoảng cách xa. Em biết hay ạ. À? Nên... Dạ, tại vì em cũng là người Bắc mà. Em thích ăn mắm tôm không? Không phải là thích nên mà ăn được. Nhưng mà bún đậu phải ăn với bún tôm chứ, bây giờ thì không ăn rồi. Được mắm tôm sao ăn bún đậu? Ý là mình ăn được nhưng mà mình không thích thôi. Mùi quá không thích nữa hay bị đau bụng. Nó vừa mùi mà nó mặn rồi, nói chung là nó phải chế biến lại nữa, nhiều thứ nhiều mà phải chế lại chứ. Mà nhiều người mà nghiện là nghiện lắm nha. Nhưng nghiện rồi tới bị nghiện cái mùi đó luôn rồi đó. Thiệt, ăn mà bún đậu mà không có món đó, không có đồ chấm đó là không ăn không ngon. Đúng bún rồi. Riêu cũng vậy nè. Tùy khẩu vị. Nhưng mà khẩu vị của Nam là không thích. Tâm ra lát đừng có nêm nếm gì có liên quan tới mắm tôm nha hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Bây giờ sẽ là phần ưu tiên của Thi Mai khi mà giành chiến thắng. Đó chính là đầu tiên bạn được lựa chọn một trong hai món ăn mà Nam Hy đã đặt hàng từ trước nha. Đây là hai món. Ủa? Đúng Thái Lan nè. Thế đó. Rồi sao phủ phô mai lên được? Thì nó cay được rồi. Ê, có cái món này béo được. Canh tôm chua á. Béo vô chỗ nào? Có, nó có nước dừa. Béo nước dừa. Cái món đó nó phải có béo béo một xíu nó mới ngon nha. Thì Mai ơi, canh tôm chua Thái với lại gỏi đu đủ Thái, bạn chọn món nào? Em chọn gỏi đu đủ Thái ạ. Gỏi đu đủ Thái, sở trường của mình ha. Với lại trộn gỏi nó cũng nhanh hơn. Dạ. Rồi như vậy là món canh tôm chua Thái bắt buộc phải thuộc về Bích Trâm rồi. Tự tin không nào? Dạ có. Bình thường ở nhà có nấu canh không? Dạ có. Canh gì? Dạ nhiều loại canh lắm. Nhiều loại canh, vậy là có kinh nghiệm nấu canh chua rồi. Dạ. Mà bên Thái Lan cái vị nó khác. Hồi nãy anh cũng có lộ đề một tí là anh thích béo béo. Em nhớ là anh cũng có thích cay đúng không? Cay nữa, cay béo. Em sẽ cho anh giọt tầm nhìn xa không còn ai trông thấy luôn. Cái gì? Em sẽ cho anh ăn cay tới mức tầm nhìn xa không còn ai trông thấy. Chết vừa vừa tầm em lát xa còn về không em. Còn ai trông thấy. Đây của em đây. Của Thi Mai. Chúc mừng hai bạn. Đặc biệt tiếp theo của Thi Mai là lựa chọn gian bếp cho riêng mình. Theo hướng nhìn của khán giả hen, gian bếp bên kia bên phải, gian bếp bên đây bên trái, bạn chọn bên nào? Em chọn bên phải ạ. Bên phải ha, xa xa bên kia hen. Rồi bên trái sẽ thuộc về Bích Trâm. Mong là cái thử thách nó không quá khó khăn. Vẫn có anh Nam Hy ở đây, vẫn còn huy hiệu thần bếp. Lát nữa Thi Mai dùng nha. Dạ. Và bây giờ xin mời cả nhà mình lăn vào bếp.
bên là gỏi đu đủ Thái. Nhiệm vụ đó sẽ thuộc về Thi Mai. Còn về món canh tôm chua Thái sẽ thuộc về bé Bích Trâm. Hai bạn đang được nấu ăn trong một cái trạng thái rất là đặc biệt. Bích Trâm thì phải chùm ở bố rồi. Có quen lắm không? Có bị dương mắt gì không? Này rộng mà. Dạ rộng mà. Lo gì? Con có tí xíu à. Di chuyển cẩn thận. Dạ. Nhẹ nhàng nha. Trời ơi, cô này có khả năng làm hot girl boxing. Cổ cầm bao tay vậy thì làm sao mà nấu ăn được. Lúc này thì có muốn sử dụng huy hiệu thằng bếp chưa? Dạ, muốn. Anh giúp em. Em chỉ được sử dụng huy hiệu một lần thôi nha. Không được tái sử dụng nữa đâu, một lần trong đời thôi. Chúc mừng hai bạn, như vậy là hai bạn đã sẵn sàng tư thế của mình. Nhưng mà đang bị thiếu nguyên liệu chính. Hai nguyên liệu chính đang nằm bên kia. Canh tôm chua Thái mà không có tôm, không lẽ ăn canh chay đúng không nè? Rồi bên đây gỏi đu đủ Thái mà không có đu đủ, ăn gỏi gỏi gì, gỏi dừa không có được. Thiếu đu đủ là không có ra được cái món này. Nên bây giờ nhiệm vụ đó thuộc về Nam Hy. Quán người thử thách nha. Xin mời Nam Hy. Ok nào, hãy sẵn sàng nào. Thử thách đầu tiên nhẹ nhẹ, xương xương thôi, khởi động hen. Đây, bây giờ không còn là nghệ sĩ nữa, bây giờ chuyển qua họa sĩ. Nhiệm vụ Nam Hy rất đơn giản, bạn hãy vẽ ra 5 loại rau củ quả, trái cây các kiểu, làm sao cho họa rapper đoán trúng ý của bạn là được. 5 loại hả? Dạ, loại đầu tiên nào. Ok, khả năng hội họa của Nam Hy có khéo tay không? Mình là chúa không biết vẽ luôn á. Trái gì đơn giản á, mình lựa tam giác tròn. Rồi, vuông. Đây là trái đầu tiên. Trái đầu tiên. Ok. Trái này dễ lắm luôn á. Trái mà méo méo nhọn nhọn vậy là trái đó, vậy nè. Đó. Trái táo. Không phải. Nồi nấu nấu, nấu canh chua có đó. Cà chua. Chứ còn cái gì nữa. Đúng một trái. Trái thứ hai. Giờ tôi biết là Nam Hy có khả năng vẽ đẹp ấy. Trời, gì mà tấm tiểm hoài vậy? Màu đỏ. Trái gì mà có nhiều lông? À, trái cóc. Trái cóc không có lông. Cái hột có lông. Không phải, đang đó, bề ngoài thôi chứ nào. À, ở ngoài hả? Ở ngoài. Trái chôm chôm. Chính xác. Mà giống chôm chôm, mà giống y hệt trái chôm chôm. Y hệt luôn. Y hệt. Hay quá. Trái thứ hai là trái thứ ba. Dễ đáng gì. Ok. Trái gì? Gì như con sâu vậy? Trái, đây là trái. Sai trái. Dễ sai trái quá. Chua nha. Cái mè. Yeah, nó là cái mè với cái gì nữa. Giỏi quá. Giờ mình sẽ qua một gọi là củ đi. Rồi. Củ nè. Trời, sao giống hai này anh em hả? Thì khác nhau. Củ thì chắc chắn phải là củ khoai rồi. Quan trọng là khoai gì? Đúng. Khoai lang. Sai. Khoai sọ. Sai. Khoai sùng. Sai. Khoai môn. Sai. Khoai tây. Chính xác. Trời ơi trời. Nhìn lại coi đúng không trời? Nhìn chi tiết xíu. Dễ trừu tượng quá. Ai hiểu. Ủa vậy? Coi coi cái. Coi đề hả? Wow, thí sinh mà còn là xài phao nữa. Nhìn Phạm Huy nghe. Lẹ lẹ, đói bụng quá Nam. Lẹ. Rồi, ok. Này trái hay củ? Đây chính là củ. Người thông minh như tôi đoán là củ cải. Củ cải gì? Củ cải trắng. Sai. Cà rốt. Chính xác. Ghê chưa, thông minh chưa? Đẹp như thế này. Đủ 5 trái. Coi như là bạn đã được quyền giải thoát được một món rồi. Giờ mở ra coi món nào được trước thì tặng món đó cho bạn gái đó. Chưng. Tôm. Rồi, chúc mừng, canh chua tôm. Đẹp quá cho người đẹp liền. Bích Trâm ơi, Bích Trâm ơi, Bích Trâm ơi, Bích Trâm ơi. Tôm tôm. Cảm ơn anh. Hay quá. Nấu cho ngon nha. Giờ Bích Trâm đang có lợi thế nha. Coi được món trước mà. Bây giờ chúng ta canh khó nấu hơn. Canh khó nấu hơn cái kia. Bên kia trứng, bên kia thử thách thứ hai đi thôi. 3, 2, 1 đây trứng. Đây là trò chơi để chúng tôi chim tìm xem là bạn Nam Hy có may mắn tìm ra được 5 trái trứng chín hay không. Trứng chín hả? Trong số rất là nhiều cho trứng ở đây. Và chúng tôi sẽ không phí phạm đồ ăn. Trái nào chín đập xong cho mấy anh quay phim ăn. Trái nào còn sống thì mình để lại, lát nữa mình chiên trứng ăn với cơm. Ok. Không được phí phạm đồ ăn nha. Được hửi, được không sợ được. Làm một phát một. Hả? Bây giờ phải đập, không phải là đập ở những bàn ghế hay là vật dụng nào, mà đập bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể của Nam Hy. Làm nó cứng cứng mới đập được đúng không? Cùi chỏ. Ở đây 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 đang nha.
Hên xui ha. Hên xui đi. Nhìn là biết tài chính rồi nè. Cái nha. Ôi. Rồi bỏ đứng đây, đứng đây. Sorry. Một quả đúng không? À hư. Ôi, đập đi. Xui, đập mạnh lên. Xui thế. Rồi, ây da, lại sống rồi, lại sống rồi. Vậy là không phải màu sắc quyết định nha Nam. Trời ơi, nữa hả Nam? Trời ơi, Nam. Số Nam xui quá. Em xui nha Nam. Xui quá à. Ba rồi đó. Ừ, ráng lên, ráng lên. Bảo đảm là sống hết. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối. Sự thật nào cũng quá xót xa, dẫu ta nên đau chấp nhận. Để tự mình chìm đắm với những khát khao đã xa tầm tay. Không, sống hết. Hơn chục trái thì có 5 trái, em đây là 9 đó. Bạn tìm được 3 trái là bạn thắng. Tìm được 3 trái 9 thôi. Sống hết. Rồi, đây nè, được 1 quả 9, để đây luôn. Rồi, 5 quả thôi. Đâu, 3 trái 9 thì mới thắng. À. Đập đi. Đập. Chính chắc luôn. Đập tả đi. Ôi. Lừa hả, cái này con. Bảo đảm có 9, tại vì bạn xui thôi. 2 trái 9. Đâu, mình phải bổ đôi ra cho khán giả thường thấy chứ. Đó, 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 chính xác. 1 quả 9 là thắng rồi. 1 quả 9 là thắng. 9 nè. Xuyên giỏi. Tôi đắp mặt luôn được không? Ờ được. Lát nữa mình đi rửa tay sao. Bây giờ đứng đây chờ hoảng xíu nghe. À đây rồi. Trời ơi, cháu đủ nhìn cưng hết sức. Đây, gỏi đu đủ Thái. Không thể thiếu đu đủ được. Chúc mừng Thi Mai. Dạ. Nha, ráng bào đồ ăn cho là ngon nghe. Ráng nấu cho ngon nha cưng. Nam Hy đi tắm rửa cho sạch sẽ, đi ăn cho nó ngon nè. Đi 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 đi. Giống không? Giống. Y chang mình đi du lịch Thang luôn. Đúng rồi. Bây giờ tha khoa đi khắp nè. Tham tham. Hai món ăn nè. Ăn món nào trước nè. Ăn cái này nha. Rồi đu đu thai lan trước nè. Hay là canh chua tôm. Cái này nhìn sơ quá nè. Nhìn sơ quá nè. Không biết ăn. Nhìn nó kì kì nè. Ui vậy là sao? Bên đây màu giống, bên đây chắc là không giống. Ừ không giống nè. Màu gì trắng bóc gì nè. Ủa vậy là cái tôm dung ở bên Thái hình như là cái màu nó đậm lắm. Đúng rồi, nó vàng vàng. Ai biết được đây là món canh uyên ương sao này. Có hình trái tim. Trái tim uyên ương đúng không? Tình yêu giữa Thái Lan và Việt Nam thì sao? Sáng tạo hậu đây giờ. Thôi bây giờ mình khai vị trước bằng món gỏi hen. Nói tới gỏi thì chắc chắn cái vị chua và vị cay không thể thiếu, đặc biệt là món gỏi của Thái Lan nữa chứ. Đó, bây giờ bạn hãy cảm nhận như thế nào về độ giòn của đu đủ, rồi sự hòa quyện bởi cái nước, bởi không biết luôn á, không đoán được cái nhân mặt này luôn. Thanh giấy nha. Chuẩn quá. Ủa vậy hả? Quá ngon. Quá ngon. Quá cay. Quá cay. Cay lắm mà ngon lắm. À có quả giống không? Quá em. Dạ. Hay quá. Cái nó quẩy mà. Vô thử thử. Không được, cái này quà của ngôi sao nghệ sĩ. Nói tôi chỉ là một cái bạn bên lề. Thử ngon. Lát đi. Em làm 7 quả ớt á. 7 quả? Dạ. Phải đúng 7 quả mới đủ 7 cấp độ. Với món ăn này thì không biết là Thi Mai muốn dành tặng lời chúc nào cho Nam Hy nè. Ngon á. Ngon quá. Ăn lẻ kìa. Qua món ăn này á thì em muốn chúc anh Nam Hy luôn luôn đẹp trai, khỏe mạnh, công việc thì luôn luôn thăng tiến. Dạ. Cảm ơn em. Và đừng bao giờ quên em nha. Không bao giờ quên em luôn. Ngày hôm nay là thử không? Món ăn em dành tặng anh rất là ngon và anh chấm là được 11 điểm luôn á. Ngon. Ngon, rất ngon. Cái này có thời gian gặm miếng bạc khía vô là xuất sắc. Đúng rồi ha. Nhiều mùi hương hoặc luôn. Y hệt nhà hàng luôn, y hệt đi Thái Lan luôn. Vậy cái đu đủ như thế nào nè? Đu đủ này là hơi chín. Cái gỏi kia sống hơn, đu đủ sống hơn, giòn hơn. Cái này là hơi mềm một xíu nhưng mà mùi vị và tất cả mọi thứ rất giống và rất là ngon. Không do nhà mình.
mình lựa mấy trái đu đủ nó chưa, nó bị chín rồi. Mà cay quá em ạ. Thật sắc ha. Hít hà thôi, uống miếng nước đi để đảm bảo được cái hương vị của món ăn tiếp theo mình sắp được thưởng thức nè. Canh chua uyên ương. Ý đồ như nào mà em lại xếp hình con tôm thành trái tim vậy ạ? À? Em muốn so sánh điều gì? Thì anh một bên, em một bên. Vậy đó, ứng dụng điều đó. Anh em mình ăn luôn nha. Thôi anh đi. Dạ anh ăn tôm luôn rồi không? Đấy, canh là phải húp nước lèo trước. Anh biết sao nó màu trắng như vậy không? Sao vậy? Tại vì nếu mà em mua lẩu thái hoặc tôm dâm á thì em nêm vô thì em đâu cần nêm gia vị nữa đâu. À, cái này là tự em tự nêm. Sáng tạo ha. Để chứng tỏ là chính công sức của bạn ấy chứ không phải là công thức công nghiệp. Sợ quá, sợ cay quá hả? Ủa sao vậy? Sao giống nước luộc ốc vậy? Giống nước giống như hấp xả vậy? Nước luộc nó hơi lạc nha. Sao giống như hấp xả vậy em? Kỳ vậy? Chanh nó tôi tò mò là... quá à. Thiệt á. Giống như hấp thái. Tôi đang tò mò lắm, xin phép chăm nha. Chanh mà khi nước còn ấm á, mà em bỏ vào á thì nó sẽ có cái vị như vậy. Giống như hấp thái. Nhớ quê quá à. Cậu dưới quê hay lật ra muối ra luộc xong cái còn nước canh á. Đúng nước canh rồi. Xong dắt chanh vô á. Không có mùi vị gì luôn á. Ủa từ từ thử lại miếng nữa coi. Kỳ vậy ta. Giống như mùi rồi nó chỉ có một chút xíu the đâu ở đâu đó xa xa. Nghe mùi lá chanh, mùi chanh thôi. Thôi bây giờ ăn thêm con tôm đi. Ăn thêm tôm. Coi như là ăn trái tim của cô ấy vào đi. Đẹp đó. Đó. Rồi vậy đi. Anh em mình đi. Rồi lát nữa lấy gì cho hai người đẹp ăn. Ấy hả? Còn nè, con tôm. Còn. Anh xin phép nha. Tôm ngon quá. Tôm ngon, tôm xuất sắc. Ngon tôm tươi. Tôm tươi à. Chín à, chín vừa đủ luôn á. Ok. Ngon á. Con 9.5. Ngon. Nhưng mà nó lại mang màu sắc Việt Nam rồi. Chính xác. Chính xác, màu sắc Việt Nam nhiều quá. Không có hương vị gì đặc trưng của Thái. Nhưng mà đây là đậm. Hoàng thử đây. Hôm nay mình nói đúng hay sai? Nam ơi. Gọi rất ngon. Anh là mình sợ cay. Không, anh ăn cái này nè, đừng nghe. Gọi rất ngon, em nói y hệt luôn á. Mình xin phép nha. Dạ. Hay quá em ơi. Trời, bữa nay là ưu tiên, ưu ái là ăn thử nè. Ăn thử không? Hả? Anh ăn đi. Trời ơi, cay dữ vậy em. Mà ngon à. Từ, tôi bị dưỡng cay cái nam. Thế hả? Trời, ăn vô cái khẩu hình nó không được tự nhiên bình thường á. Không, mà phải ăn vậy mới đúng mùi Thái. Cái gỏi này. Nhưng mà ngon đâu anh. Ngon. Gỏi này á, bản chất vào là phải cay. Và cái mùi vị của đu đủ với ba khía với lại trộn vào rất là ngon. Rất là giống. Nước không lấy nước nhanh đi. Để. Cay thiệt. Tại vì anh nói anh ăn cốc độ 7 nên là em làm 7 trái ớt. Chưa nghe là chúc của Bích Trâm. Là chúc của Bích Trâm. Chúc anh thành công hơn trong công việc của mình, luôn có đầy đủ sức khỏe và luôn có niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn em rất là nhiều. Trẻ mãi không già nữa. Hoàng ăn món này vô là tỉnh táo luôn mọi người ơi. Thiệt. Trời, mắt sáng rực luôn, là cháy mắt luôn mọi người ơi. Cái thiệt. Wow. Một món ăn là đánh thức mọi linh hồn luôn á. Cũng khiếp thiệt. Như vậy bạn quyết định đi, món ăn nào giành chiến thắng ngày hôm nay Nam Hy không? Thúy Mai. Thúy Mai đã giành chiến thắng với món gỏi đu đủ siêu cay khổng lồ. À không, siêu cay siêu đẹp. Chúc mừng Thúy Mai. Nhưng mà ngày hôm nay cũng với sự sáng tạo, quan trọng với tinh thần và tình cảm, sự cố gắng của bạn Bích Trâm cũng khiến cho Nam Hy thấy ấn tượng đúng không nào? Đúng rồi. Chúng ta nhận thưởng thôi. Chúc mừng món gỏi đu đủ Thái đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng Thúy Mai nha. Một phần quà trị giá 5 triệu đồng đã thu về bạn. Yeah, cảm xúc như nào Thúy Mai? Dạ, em bây giờ cảm thấy rất là vui. Tại vì khi đến đây thì em không quan trọng thắng thua. Nhưng mà thắng thì vui nhiều hơn. Có phần thưởng vui mà. Và điều quan trọng là gặp được anh Nam Hy. Đúng vậy, anh ấy ngoài đời rất là đáng yêu và dễ thương, cực kỳ hòa đồng nữa. Còn với cảm xúc hiện tại của bé Bích Trâm sao nè? Dạ, thì chị muốn nói với ba là con đã lên đây để tham gia chương trình rồi. Chào bác trai nha. Con gái của mình rất là giỏi giang, sáng tạo, chịu khó nữa. Món ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà tại vì bữa nay mình không có hoàn thành được cái mục tiêu là phải là Thái Lan. Mà chuẩn Việt, thuần Việt, làm dâu được rồi đó. Bạn có lời khen nào dành cho hai bạn? Ngày hôm nay thì Nam Hy đến đây rất là vui khi được tham gia chương trình và được gặp gỡ với Thi Mai và Bích Trâm. Thật sự là hai bé rất là đáng yêu, rất là dễ thương, rất là ấn tượng và rất là nhiều kỷ niệm.
cảm ơn Nam Hy. Chúc cho Nam Hy luôn phong độ như vậy, và đặc biệt là sự gắn bó bền bỉ với nghệ thuật nha. Rồi, cảm ơn anh. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy tiếp tục với cuộc hẹn của chúng ta vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Khẩu vị ngôi sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.